Gặp em gái thần đồng toán học làm phép tính nhân, khiến người xem bị thao túng tâm lý. 5 x 6 bằng 30, biết không nhớ ba. 5 x 2 bằng 10, thêm 3 nữa bằng 4. Cũng chỉ là phép tính nhân thôi nhưng sao nó lạ lắm. Xem em tính toán mà các anh chị cũng lú theo, cũng lẩm bẩm tính nhẩm. Rồi phải lấy giấy bút, máy tính ra tính thử xem em đang tính đúng hay sai. Làm đúng quy trình, nhưng kết quả thì lạ lắm. 5 x 6 bằng 30, biết không nhớ 3. Năm nhân hai bằng 10, thêm 3 nữa bằng 4, 10. Thêm 3 nữa bằng 4, 10. Ảo thật đấy. Xem em tính mà tôi lú luôn nha các bác. Nhiều bình luận hài hước của cư dân mạng để lại. Tôi hay dùng máy tính để tính quen rồi, giờ cho tính nhẩm chắc cũng giống em đó mất thôi. Tính xong quả này, hai mẹ con ngồi tâm sự với nhau dài dài về kết quả. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.